Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review với các bạn tô màu bức tranh quế hoàn thang cầm trên tay chiếc micro. Các bạn hãy cùng mình tô bức tranh này nhé.
bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh là cô bé rất là dễ thương. Với cái tông màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tôi cho bức tranh các bạn nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.